Đây. Và theo như lời hứa là mã số 19 em sẽ lên cho các bác một cái clip mà cái đôi ở gốc bưởi này này, nó cũng gọi là chấp chới tập ăn rồi, mà đôi này thì rất là thuần. Đây. Hướng cho anh em nhé. Đây, mẹ nó vẫn còn đang u này. Mẹ vẫn đang u. Đây. Chim cu thì thực tế luôn. Đây. Em ghi luôn là đôi này của nó là nó nở vào ngày mùng 8 tháng 2. Có nghĩa là hôm nay là nó nở được bao nhiêu? Hôm nay là ngày 10 thì 16 à. Mới có nở được khoảng 12 ngày anh em. Đó, 12 ngày. À đâu? 8 mùng 8 dự kiến nở mùng 8. Đây là dự kiến nhé, mùng 7. À, đây là dự kiến thôi. Mình ghi dấu bằng gần bằng này là dự kiến. Chắc nó cũng khoảng được khoảng hơn 10 ngày. Khoảng hơn 10 ngày nha anh em. Thì đây là cái dòng mẹ nó mẹ vú nó nuôi. Đây anh em. Đôi chim này thì quá là ok luôn. Zin zin đôi luôn anh em. Đấy. Chim quá ok luôn này. Phấn hồng bộ to. Đấy, cuối ngày. Đây anh em. Quá đẹp luôn. Thực tế luôn nhé. Chân đẹp. Mẹ nó nuôi á thì bao giờ nó cũng không bị tật ngón tật nghiếc gì anh em nhé. Nếu mà mình nuôi để nó đẻ rạc chim quá, nó yếu chim thì thường là chim nó sẽ không không khỏe. Đấy, anh em. Còn chim bộ to em chia sẻ một chút để cho anh em biết là anh em nào mà chơi con này thì là về bón thôi, về bón. Đấy, về bón thì nó khoảng một tuần nữa là nó biết mổ thôi. Đấy, còn anh em nào thích chơi dòng biết mổ rồi thì em sẽ quay cái clip mã số 10 19 sau. 18 này là dòng âm đồng này anh em. Đấy, đôi này nếu mà anh em nào lấy cả vú thì cả vú nuôi thì em lấy 1,3 triệu. Còn nếu mà anh em nào lấy chim non không thì em lấy 1 triệu. Đấy, đôi này là theo bố mẹ luôn thì là anh em lấy thì lấy nhé. Đấy là công khai. Đấy. Đấy. Dòng này thì em vuốt ve hàng ngày, đâm ra nó rất là thuần. Mẹ nó bón và em cùng bón, cùng nuôi chung. Đấy. Đấy, anh em nhìn con chim này, nó đẫy chim lắm. Chim nuôi mình nuôi gọi là nuôi ít mà nuôi thoáng, phân nó rơi xuống đất này anh em, thực tế luôn. Đấy, em chỉ để cái cành bưởi này vào đây thôi. Đấy là những cái đôi chim này bác nào mà nuôi ít mà để vào giống thì các bác có thể tham khảo nhé. Đấy. Đấy, đôi chim rất đáng đáng để nuôi luôn anh em. Đấy, rất đáng để nuôi luôn. Em zoom lại một chút để cho anh em nhìn cho nó rõ. Đây, đôi chim rất đẹp luôn. Em tỉa tỉa bớt cái chóp cánh này để cho nó thuần chim đấy. Thì anh em yên tâm. Đấy. Thực ra nuôi chim muốn thuần thì phải như vậy thôi anh em. Đấy. Mã số này em gọi là mã số 18 nhá. Dòng này nó cũng bắt đầu cứng cứng rồi, cuối ngày này, mẹ nó u luôn nhá. Đấy. Mẹ nó u. Nói chung là nếu như mà chim mà có mẹ nó bao giờ nó cũng có hơi và cái khả năng con chim nó có cái đề kháng qua cái nguồn thức ăn mà mẹ nó ở ra hoặc là bản thân cái tư tưởng con chim tâm cái tâm lý con chim là bao giờ nó cũng rất là ok, nó đẫy con chim hơn. Mình nuôi bộ anh em nào mà khéo nuôi thì bao giờ nó cũng thuần hơn, nhưng mà nó trông có vẻ như nó sơ sát chim. Tất nhiên là cái loại này kinh nghiệm thì em sẽ lúc đó giai đoạn mới chưa mở mắt em bắt ra bắt vào và thường xuyên, mà nó mới mở mắt ngày thứ 4 thứ 5 hay em toàn mớm bón chung mẹ nó và ngày nào cũng bắt ra khoảng 5 6 lần thì chim nó rất là thuần. Đấy anh em nhé. Số Zalo và số liên hệ của em là 0 33 5305982. Anh em có thể gọi cho em, không được thì gọi cho bà xã em là 0 37 589 7487 để hỗ trợ em bán những cái chú chim này đi khắp toàn quốc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau. Đấy là cũng rất là thực tế luôn thôi. Đấy, nhưng còn nhà em thì nói thật các bác là không thiếu gì chim cả. Chim vào mùa này thì em dùng vú này em đúc ra những cái chú chim non nhiều lắm. Anh em đây, chim non nhiều. Chim mới nằm ổ này, đang nằm ổ, chim trứng đen sẫm rồi rất nhiều. Đấy, cực kỳ nhiều luôn. Thì anh em có thể là lấy cái giai đoạn nào cũng được, anh em thích lấy bón lụ lụ hơn tí nữa cũng được. Rất nhiều để cho anh em lựa chọn. Thậm chí là đấy thì là cái clip này là clip số 18 thì em cũng đợt này thì em cũng không đăng nhiều vì em đang có cái chương trình ghép thêm khoảng 100 đôi mà.
nên ra là cái số lượng bán ra cũng bị hạn chế. Đây đây anh em, đây mẹ nó đang nuôi đây này, mẹ nó đang nuôi đây. Nó thực tế luôn anh em nhé, nó thực tế mẹ nó u luôn, đây zin đôi luôn này. Anh em nào mà bón khéo mà bón thì bón tầm này cũng được, răng được đấy. Còn nếu mà đây em thiết kế cho anh em này, cái máng nước rất là ok luôn này, nhìn này anh em nhìn này. Thay nước chỉ có mỗi thế này thôi, 3 ngày 4 ngày anh em mới phải thay một lần, mấy mới vặn này vào lần, đỡ bao nhiêu công mà con chim nó không bị kén máng, nó không bị bẩn. Đấy, tất cả những cái này nó chỉ là một cái thao tác vặn thôi, không có gì cả. Đây, đang nuôi con trong. Đấy, ok. Đấy, chia sẻ với anh em là cái mô hình trang trại thực tế tại nhà đồng chí Thao tại Ba Vì là mình nuôi, chứ mình cũng không phải là lấy về hay là sàng xê hay là gì cả. Nhà chim thì nó thực tế là mình nuôi ra, mình đúc ra dàn chim bố mẹ ở trong trang trại trong, và em dùng máy ấp cũng như là dùng cái hàng vú để hàng vú nuôi để có được những đôi chim non để cung cấp cho anh em. Còn đây đôi này thì nó đôi này là ghi rõ luôn này, đôi này là đôi chúa chuồng này, chúa chuồng này, nứa thứ hai đấy, là dự dự kiến nở vào ngày 14 tháng 2. Thì đây anh em nhìn này, nó mới nở đúng ngày 14 tháng 2 thật, hôm đấy nó nở đúng là ngày Valentine đây anh em. Đây, con chim mới nở từ hôm 14, 2 ngày rồi này, 2 ngày mẹ nuôi rất là khá luôn anh em. Đây, giai đoạn 4-5 ngày đầu là gần như mẹ nó u hoàn toàn. Đấy. Còn nếu như mà anh em thích đây này, mẹ nó nuôi được cứng hơn được mấy hôm này, thì trông có vẻ như nó cũng cứng hơn chút đây. Đấy. Đấy, anh em đây, đây con nó đẫy lắm. Đấy. Thực tế luôn anh em nhé. Ok, em sẽ kết thúc clip 18 và sang clip số 19 nhé.